Tháng 5 sẽ mang lại nhiều bất ngờ ngọt ngào và thú vị trong câu chuyện tình cảm của các cung hoàng đạo. Cùng đón xem cung hoàng đạo nào sẽ may mắn được gọi tên trong danh sách đào hoa tháng này nhé. Tháng 5 sẽ có nhiều cơ hội để Kim Ngưu bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc củng cố lại chuyện tình cảm của bản thân. Các Kim Ngưu độc thân có thể tìm được nửa còn lại của mình tại nơi làm việc, đồng nghiệp hoặc bạn bè. Những Kim Ngưu đã có cặp sẽ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào với người ấy. Mối quan hệ sẽ nồng nàn hơn, đầy bất ngờ và thú vị hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vào cuối tháng, một vài thử thách sẽ đổ ập xuống khiến bạn hoang mang một chút. Nhưng đừng lo lắng, rồi bạn sẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Song Tử sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của mình trong tháng này. Đừng phân vân nữa, nếu đã nhắm một đối tượng, hãy theo đuổi ngay, đừng ngần ngại. Song Tử cũng sẽ nhận ra được những tình cảm thật sự của mình trong khoảng thời gian sắp tới. Những ước muốn, tâm sự mà bạn giấu kín bấy lâu nay sẽ được giải tỏa hết với người thân hoặc một người bạn thân thiết nào đó. Với những cặp đôi song tử, những ngày này rất thích hợp để đưa ra quyết định quan trọng trong mối quan hệ của hai bạn. Sư Tử sẽ hăng say giao lưu kết bạn và mở rộng những mối quan hệ xã hội của bản thân. Động lực tài chính dồi dào giúp bạn thoải mái chi tiền để túc tát lại bản thân, thử sức với nhiều điều mới mẻ và chuẩn bị kế hoạch dài hạn, theo đuổi đối tượng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Dù có thế nào cũng đừng bỏ cuộc Sư Tử nhé. Ban đầu người ấy có thể sẽ ngại ngùng một chút và gây cho bạn một số hiểu lầm. Nhưng đến phút cuối, người ấy rồi cũng sẽ nhận ra tình cảm của bạn. Quan trọng là bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đó hay không. Cố lên Sư Tử nhé. Sẽ khá khó khăn để tìm được cho mình một đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, một khi đã nhắm được mục tiêu, Sử Nữ sẽ theo đuổi đến cùng và sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của người ấy. Vào tháng 5 này, bạn sẽ khá bận rộn với những kế hoạch tình cảm. Với những Sử Nữ độc thân, công cuộc tìm kiếm tình yêu chỉ mới bắt đầu và bạn đang từng bước nắm lấy trái tim của người ấy. Với những Sử Nữ đang trong một mối quan hệ, khoảng thời gian này lại là thời điểm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng. Những quyết định, lựa chọn, hai bạn cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau hơn và biết chia sẻ, cảm thông cho nhau trong nhiều vấn đề. Bò cạp sẽ đón chào tháng 5 bằng hàng loạt những sự kiện đầy bất ngờ và ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Đối với những bò cạp đang mong chờ một mối quan hệ, sau ngày 19, những quyết định, lựa chọn của bạn và đối phương sẽ trở nên rõ ràng hơn. Hai bạn sẽ biết cách để tiến đến gần với nhau hoặc từ bỏ mà không cần phải làm đối phương tổn thương. Sau tất cả, bạn sẽ nhận ra điều mình làm, thổ lộ tình cảm của mình với người ấy là điều đúng đắn. Rằng hối hận vì một điều ngu ngốc đã làm còn dây dứt hơn là một điều không thể làm. Với những bò cạp đang có đôi, đây sẽ là một tháng tràn ngập sự lãng mạn,